Chào cả nhà, anh kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở sau chùa Phước An thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Đồng, em Nhân và các anh em thợ cưa đến quay cưa cây dầu. Trước mắt mình là cây dầu rất là to, nhánh lớn, thân cây suông. Bên gốc khoảng 300 hoành, sát hàng rào và mí mương. Xung quanh có trồng những cái mít con. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Đồng sẽ leo lên cưa cây dầu này như thế nào nha. Phần gốc cây dầu này hơi bị nghiêng, độ cao khoảng 20m trở lên. Trước khi cưa cây dầu, anh Đồng, em Nhân và các anh em đến phụ, đến gốc dầu cúng xin và thắp hương, đốt chế tiền vàng bạc để xin cưa cây dầu được suôn sẻ. Vậy thì anh Tâm chuẩn bị lên lu dây lên để thảy xây dây. Với em Nhân và các anh em sẽ hỗ trợ cho anh Đồng. Anh thấy nhiều anh em hỗ trợ cho anh Đồng nha. Anh Đồng sắp lên tới cái nhánh này. Lên tới chảnh hò. Rồi, hò thoải mái đi anh. To lắm. Anh Đồng lên tới nhánh này đứng nghỉ một chút, anh tiếp tục thảy sợi dây lên nè, cái nhánh trên cái đu lên. Bây giờ thấy những cái nhánh của cái dầu này rất là lớn. Thì bên đây cái nhà thấy giáp ranh nè, có đường ống nước trồng mà những cái mít. Tiếp tục leo lên cái nhánh trên. Thời tiết vô mùa mưa bão nên cũng không được đẹp lắm cả nhà thông cảm. Anh Đồng lên tới đọt là cũng nắm đuối rất là cao và to luôn. Quá khủng luôn. Cái dầu này nằm sau chùa. Bên phía đây trồng nhiều mít, bắt buộc anh Đồng sẽ treo nhánh toàn bộ hết, tránh thiệt hại cho bà con. Như bên dưới em cũng đã buộc cái máy cưa lên cho anh Đồng. Cái nhánh này anh Đồng buộc treo nha. Ở bên dưới nó nằm trên vườn mít của người dân. Hiện tại ông trời cũng đang có gió. Nhìn thấy anh Đồng rất là nhỏ bé. Các nhà thấy bên dưới cũng có rất nhiều anh em để phụ bên Đồng nha. Cái nhánh này cũng rất là lớn. Đồng cũng đập buộc xong rồi. Nó chặn. Bye.
cưa xả ra từ nhánh nhỏ để dọn dẹp cho nó chóng. Dù này cả nhà thấy da nó vớt ở trơn. Nặng nên rất là nhiều người đánh phụ. Hiện tại thì cũng gần 12 giờ trưa, trời thì rất là nắng rồi. Nhưng mà bầu trời thì đen, không được sáng lắm. Rung rinh cây dậu luôn, nên anh Đồng mà chấp đôi hai sợi dây. Đi ngoài.
rồi dễ kéo cho nó nhẹ bớt. Cái nhánh của nó hành đồng bà ở mông giáp luôn, lớn vậy coi. Những cây lớn về anh đồng mà sử dụng những khoảng 3 sợi dây. Treo ở nhà đứng ở dưới. Hai cái giò có anh làm đẹp chưa? Đồng mà là tôi hiểu bút dây. Kéo thẳng xuống được. Rồi anh đồng chở lên trên. Đồng mà thấy một sợi dây nhỏ xuống dưới. Vậy kìa, đóng kéo càng qua chút qua bên trên vừa đi. Đó anh Đồng. Lấy cái cây được vô.
chằng cho thiệt chặt trên đồng cưa nhanh lớn. Bên dưới là khoảng 5 người phụ. Nằm lòn ngoài cưa cái nhánh trên. Cái gì thế bả nó? Anh đồng rất là giỏi. Tính đặt đồng vua chuột. Không biết bị danh này đồng chịu không? Quá trời nhanh.
cả nhà thấy nước có nhiều quá. Đó. Bị vướng lắm. Phay dưới phay. Đây nè, đây nè, qua đây. Qua đây nè. Thế qua đây hai người. Còn chút xíu thôi mà đã có cứng đầu. Con bạc chứ không có nổi. Kéo đi. Thêm một người nữa. Anh lên. Đi xa ra. Xe nữa. Nữa. Đó, quá hai chầu thôi, phân cũng ngay xuống rồi. Ai bộ cắt sát các mạng chút cái bộ. Cắm con dây giật cái đầu. Sáng hồi nãy lấy gì giống nhánh kia ông nội. Rồi đi lại đây luôn đi ông ơi. Đi ra đây xua luôn. Đi ra đây luôn đi. Từ từ ông nội à. Dạ đất cũng như đất. Xuống leo lên xuống rất là cực. Cái dầu này nó trơn. Tiếp tục anh Đồng sẽ cưa một nhánh kế tiếp. Nhánh ở trên. Cái dầu rất cao. Tại gió rất là mạnh. Cưa xuống nó rất là nặng, giặt cái dầu lắm. Cái chỗ để đứng nó dưỡng
Nó vẫn lì nha. Xuống khủng khiếp nha. Nằm kia bên ghế sẵn sàng nha. Kéo dây vậy? Lại đi không mới rút bằng kìa. Dạ. Rồi. Đi. Đem đồng xe cơ lên. Hiện tại nó. Đó, lên nào mấy đại ca. Nó rất cao độ, nó là trời thì ui ui. Thì có bão. Okay, don't get your
anh Đồng sẽ cưa sát cái nhánh này luôn. Anh em đang kéo sợi dây. 4-5 người kéo. Tuốt lớn. Bắt dây luôn. Rất đông. Bắt dây luôn. Hay quá. Quá. Thì cứ để tao mở miệng nha. Tao mở miệng mà làm mấy số clip nữa. Dưới mương luôn cả nhà. Anh Đồng hết nói ra lời rồi. Bây giờ này, ngồi trên cây dầu cũng mấy tiếng đồng hồ nắng thằng thang luôn. Còn ông chủ không đang ngồi le lưỡi cả nhà. Anh Đồng có được một sợi dây trên đầu cây dầu. Anh Đồng đang le xuống cây dầu quá bự. Anh Đồng thấy anh Đồng rất là nhỏ. Anh Đồng cắt cái nhánh này nghe chân dễ chịch nè. Cái nhánh này ở nhánh cuối cùng của cây dầu nha. Thank you.
giờ mình đồng phải treo leo thì dướng đi được chừa thì sẽ kéo xuống. Leo lên lần nữa gì vậy? Dục con máy luôn. Ừ ừ. Rồi rồi rồi. Nên đồng đã hạ cái mắc cửa xuống mình dưới. Có thể lên đồng mà che đu dây xuống. Dính dây, dính dây, dính dây, dính dây, dính dây. Dính dây. Chặt cho anh đồng đuôi xuống. Trời ơi, mặc cái nào áo kịp với cái cây không thấy luôn rồi. Quá nhanh. Giống cặt kè quá ha. Thành công. Quá. Hơn 2 tiếng đồng hồ anh đồng trên cây dầu, giờ thì anh đồng sẽ được nghỉ ngơi. Một chút hết nói hai công rồi. Đồng sử dụng bộ móng leo và sợi dây để làm cái dây bảo hộ. Vì cái vòng này rất là to, đai nào giáp vòng hết. Nó sẽ leo lên cưa một khúc lớn cho nó rớt xuống nha. Kéo qua luôn hả chị anh đâu? Anh đồng không quen khi leo bộ móng này. Có vẻ như không ổn, anh đồng mà sử dụng không được quen lắm cả nhà. Có nhạc nên mở nhạc chuông để không dính bản quyền. Đồng leo mang bề dài chưa quen. Xài không quen. Wow, wow. Xài không quen với lại một phần là da nó rất là cứng. Bộ móng anh đồng đạp nó không có ăn vô. Thấy dây đưa anh đồng. Xuống hòa. Anh đồng xài không quen bộ móng. Khó leo. Không hề đơn giản đâu cả nhà. Phải nhìn nhĩ anh đồng thì nào giờ ít có leo. Dạ, anh đồng bỏ cuộc rồi. Hết. Tính ra phương án khác rồi cả nhà. Phương án này không được rồi. Lột da tay anh đồng hết rồi.
Vì cái này quá lớn. Em ơi sao em ơi, tính này em tính leo thay thế anh Đồng hay gì em ơi? Rồi em ba leo phải không? Anh đồng hồ leo bộ móng không quen nên tay chân bị chạy chữa. Giờ anh em bàn bạc sẽ hạ luôn nguyên cây luôn. Cây cả nhà thấy rất là to luôn mà. Cắt từ từ, kích từ từ. 10 mét, khoảng 20 mét. Em hơn sẽ leo bộ móng để leo. Đang leo quen này, nhà thấy leo phẳng phẳng mà. Leo lên để buộc sợi dây lên đầu của cây dầu. Chúc nhóm sẽ hỗ trợ bằng máy móc. Em thân đã một lắm bên dưới. Nhờ ba Lan cái phụ nhóm. Giờ cây dầu này rất là nặng. Đi vậy. Mày đi cấu vậy? Cái gốc sạch em chút chưa sát luôn. Đi một cái làm.
Bữa nào anh em chuẩn bị dây với bà làm. Dục cái điếu thuốc. Rồi gà phăng vô từ từ đi, nó đang vô luôn á. Chết đi. Hai người kéo, tại vì tôi đang tại cho nó chạy vô. Không chạy đó, đi lại đạp nào. Đạp á. Nghe chỗ đạp á. Vô dữ lắm rồi đó.
vô nhiều lắm rồi. Không thể luôn bà con ơi. Quá phê. Wow, không giáp luôn cả nhà. Không giáp luôn. Quá trời cốc nè. Không giáp luôn. Cốc là bao đỏ. Quá đẹp. Quá đẹp. Thành công tốt đẹp. Quá. Dữ dằn. Ok. Quá đẹp luôn. Cái dầu quá đẹp quá lớn. Dầu xuống dưới đất rồi nó rất là lớn luôn cả nhà. Cô ơi cô. Đóng chạy thì không bay con nhắm nào chị nhanh kìa. Quá tuyệt vời cả nhà. Hoàn thành xong cái dầu. Rồi chị nãy giờ chị đi đâu quá? Tôi qua bển tôi giữ. Quá đẹp luôn. Thôi em về em đâu rồi? Anh vô đây rồi. 2 năm rồi đó. Cái dầu này khoáng bao nhiêu năm rồi chú? 32 năm. Dạ, 32 năm. 32 năm. Mượn chú giữ hả? Thì chú mới có 36 tuổi. Vậy là cha má chú mới để chú là có cái dầu hả? Có cái dầu rồi chứ. Dầu quá lớn luôn. Ngã xuống cho tôi hết biết. Chú thấy đốn có dự ý không chú? Dự ý, không có gì ảnh hưởng tới cây trái của người ta hết. Không thiệt hại gì hết phải không chú? Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Nãy giờ chú đẳng. Dạ, chú đẳng đây theo dõi hả chú? Dạ. Mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.